Ok, xuất hiện vựa hải sản trong siêu thị Aeon cực kỳ tươi và giá cực kỳ rẻ hơn so với ngoài nha các bạn. Sao đây sao gì? Sò huyết là đây, sò huyết 258 một ký các bạn. Sò lụa, này là sò lụa này, 245.000 một ký. Này là con hôm tiết con hôm bông nó con ăn đó. Ồ, ở trong này mắc quá, trong này mắc hơn ngoài 1.950.000. Ở đây có ngao biển nào vẹm nữa nè, vẹm là 115 hả? Sò tổ con trời, sò tổ ở đây hôm mình ăn 200 ở đây bán có 140.000 này, rẻ hơn nè. Ôi trong này bán rẻ không kìa, còn cái con tôm hùm tiết này bông này bạn, tôm hùm baby kìa, ủa con nói tôm hùm baby nhỏ sao bự cho bãi à? Ồ cái trong này lại rẻ hơn ở ngoài, trời ơi không biết, hôm nay là chỗ kia nó bán 1.300.000 nên chục quá. Ba, lúc con tôm hùm đem gì ăn ba? Sống, sò điệp, Hokkaido. Hokkaido là này ấp hương là 500.550, và hôm nó bán là con này nhỏ hơn, hôm nó bán 750.000 á, 99.000 nè, quá rồi giỏi cái khác cái gì đâu, được rồi, đây là con ngao hai còi này, có hai còi. Cái này là tôm hùm bông này, 1.950.000. Được rồi. Oh, ở trong khu vực ẩm thực của siêu thị Aeon xuất hiện là bán tôm sống, tôm hùm, tôm baby nhiều. Cái này bao nhiêu đó? Bào ngư đây hả? Bào ngư Hàn Quốc 1.350.000 một ký. Ký được mấy con rồi ta? Cái này còn sống anh, còn nó chết không? Bào ngư này ba. Bào ngư. Điệp. Vô lúc cần ra nó ra. Đâu rờ rờ cái gì đâu, bình thường mà ông vừa lắm, vừa lắm. Bào ngư rồi đi Hokkaido là 759, 7-9 con ký hả? Ồ nó chết em sao à. Mua đại con này về ăn đi. Mua đại con này về ăn đi, mua con bự bự chút. Con hùm Alaska lớn hả? Đâu? Cá mú. Ủa con này nhiêu? 4 triệu hả? 409 một con như thế này nè. Đó. Cỡ đó cỡ nhỏ rồi. Ừ, cũng cầm thôi. Cầm thôi. Cua Cà Mau không đây. 509. 509 là hôm lần. Bán là 395. Nửa ký. Nửa ký. Ôi, cua cầm đi. Ôi, cua làm đá nè. Cua làm đá nè. Cái này 509 là bán mắc hơn hồi kia một miếng rồi. Bé bỏ xuống, cô kia bỏ xuống kìa. Cô mất ở ngoài.
Ở đây có cua Bắc Mỹ là 950 xuống ship đây con. Ok bạn ơi, cái khu vực bán hải sản ở siêu thị qua đó bạn, có cái quầy hải sản tươi sống không ạ? À? Giá không rất là mềm luôn. Mềm hơn bên ngoài có giá. Ok. Con ấy khoảng mấy lạng ta? Nửa ký hơn, gần 6 lạng đó. Là bao nhiêu tiền con này bao nhiêu? Dạ 490. Ồ, hôm nay con cứ 700 ngàn rồi. Con mắc con này. Con gì cá gì hả? Ở trong này rẻ hơn ngoài vậy á. Trong này người rẻ hơn ngoài các bạn. Cái này nhỏ thôi à, không có lớn không? Cái này lớn hơn nè. Sorry, Hokkaido. Ba mua đi. 759 còn 7 con là 100.000 con. Ở trong này nhỏ này rẻ hơn ngoài, ở ngoài nó là bắt hơn nữa chứ. Cua tuyết, đó là cua tuyết hay là đây cua Bắc Mỹ. Mỹ là Bắc Mỹ. Nó có loại cua 2 triệu mấy ký nữa kìa. Ờ ghê kìa. Ba đi ba. Tâm số kìa, tâm số vàng nữa đi. Con không lừa kìa. Ở lần đó tâm hồn lại. Con ăn vậy mà ăn mới ngon, còn con ăn. Ba đi ba. Con đi được rồi ba, nó mua đó ba. Ok. Con này nhỏ hơn. Cái này là cua càng chút xíu vậy ta. Nhỏ xíu là cua cá hải. Cái này là cua tiết nha các bạn. Cua tiết mà đông lạnh hết rồi. Cái này cua tiết nó rất là mắc, khoảng 2 triệu 1 ký á. Còn sống á. Còn cái này là hấp rồi. Đây mất cái người đại dương nè. Chưa. Con này là sò điệp. Ok, quá trời luôn. Cái đây cá nục bà sa. Bán cái mực bột nắng nè, mực bột nắng mực lá nè bạn ơi. Không rồi chứ còn mực gì nữa. Má, chưa không rồi đâu. Có cái mực to lắm không? Cái này 1 ký này, 1 ký này như thế này. Hả? Ồ, 529 ngàn 1 ký nha các bạn. Rẻ không? Còn con này nhỏ hơn xíu, con này 500 gram thì 265, cũng chia 2 ra. Giá hết bạn. Mực Indo. Mực to quá ta. Mực khổng lồ kìa đúng không ba? Khổng lồ kìa nhỏ vô rồi. Đây con mực nó chung á chứ hả? Đúng. Bạch tuộc. Này bạch tuộc. Bạch tuộc nó chung hạt nó chung dưới này. Ủa sao nó chung cái mặt nó chung dưới? 219 ngàn. Ủa ba sao nó chung? 1 ký. Ok. Xuất hiện vựa hải sản trong siêu thị A1 cực kỳ tươi và giá cực kỳ rẻ hơn so với ngoài nha các bạn.